Hi xin chào mọi người chào mừng mọi người là đến với kênh của cô bé Xí sợ nhất là chào mừng các bạn học sinh lớp 8 à, sau khi cô đăng tải cái video mà cô dạy à lớp 6 và lớp 7 xong đó thì khá là nhiều à, phụ huynh lại inbox nói với cô là ơi cô dạy lớp 8 và lớp 9 luôn đi. À, cảm thấy điều mà phấn khởi là mình làm được cái gì đó có ích cho xã hội và đó là cái điều cần thiết cho tất cả mọi người các học sinh à, thì thôi cô cũng muốn sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ mọn của cô cho cái việc học của các em và cô sẽ à, dạy à, cố gắng dành thời gian để tiếp tục cái cái phần giảng dạy này để dành đó để cho các em nghe và hỗ trợ các em phần nào trong cái phần thi phần học của mình nha các em qua nhiều năm giảng dạy thì cô thấy cái chương trình học toán của Việt Nam mình từ khối 6 đến khối 9 thì cái khối mà nặng nề và khó chịu nhất đó là khối 8 bởi vì kiến thức quá nhiều đi mà những cái tiết luyện tập thì khá là ít cho nên là học sinh gặp rất là nhiều khó khăn nhất là trong chương trình học kỳ 1 học kỳ 1 khó lắm các em và các em phải tập trung các em học cái chương trình học kỳ 1 này thật là vững kiến thức nếu mà các em đã vững kiến thức ở trong chương trình học kỳ 1 rồi thì qua học kỳ 2 các em học rất là nhẹ nhàng và đó là cái nền tảng để mình học được lên cái chương trình của lớp 9 khi các em vững lớp 8 rồi lên lớp 9 học cũng đỡ đỡ mệt hơn như vậy các em hãy cố gắng nha cố gắng thật nhiều cô biết là các em rất là vất vả vì vì tất cả những cái những cái vấn đề những cái môn học của lớp 8 nó đều hoàn toàn mới với các em hết và nó thật sự khó đối với các em nhưng mà hãy cố gắng các em không sao đâu mình phải cố gắng mình vững và quyết tâm mình phải vững kiến thức học kỳ 1 nha thì các em qua học kỳ 2 các em sẽ nhẹ nhàng hơn ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học nha bài đầu tiên của chúng ta là bài nhân đơn thức với đa thức trước khi đi vào phần nhân đơn thức với đa thức thì cô cần nhắc lại kiến thức cũ phần số 1 nhắc lại Kiến thức này các em đã được học ở lớp 7 đó là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Cô nhắc lại là x mũ m nhân với x mũ n. Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số ta sẽ giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ lại, có nghĩa là x mũ m cộng n. Nội dung kiến thức thứ hai mà cô cần nhắc lại mà kiến thức này các em đã từng học ở tiểu học luôn đó các em. Đó là kiến thức nhân một số với một tổng hoặc là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các em đã được học ở lớp 6. Vậy thì kiến thức đó là a nhân cho b cộng c, một số nhân với một tổng thì ta sẽ bằng a nhân b cộng a nhân c. Hai nội dung này chúng ta đã học ở những lớp dưới Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần số 2 Đó là phần quy tắc Quy tắc nhân một đơn thức với một đa thức Thì chúng ta sẽ nhân như thế nào? Thì ở trong sách giáo khoa người ta đã trình bày rất rõ Muốn nhân đơn thức với đa thức Ta nhân đơn thức với từng hàng tử của đa thức Rồi cộng các tích với nhau Nghĩa là nếu cô có đơn thức A Cô đem nhân với đa thức B cộng C sẽ bằng A nhân B cộng cho A nhân C. Tương tự như vậy, nếu như cô có đơn thức A nhân với B trừ C, A nhân B trừ A nhân C. Dễ phải không cái này? Các em nhớ là chúng ta sẽ nhân dấu trước nha. A như thế này coi như nó là dấu cộng, cộng nhân trừ thì thành trừ nha a nhân b trừ a nhân c hoặc là nếu cô có a nhân trừ a nhân cho b trừ y thì ta sẽ được là trừ a nhân b trừ a nhân b sẽ là trừ a b trừ a nhân trừ y sẽ là cộng a y nhớ là trừ nhân trừ thành cộng được chưa nào hoặc là nếu như cô có à, trừ c nhân M cộng K Cô muốn đổi tên như vậy để cho các bạn à, quen biết cái cách làm đó Thì chỗ này sẽ là gì nữa các em Ta sẽ lấy trừ C nhân M sẽ là trừ CM Trừ C nhân cộng K Nhớ là nhân cộng K nha Thì trừ nhân cộng sẽ thành là trừ Vậy trừ C nhân cộng K sẽ bằng trừ CK Bây giờ chúng ta sẽ qua một số 3 đó là ví dụ Cô sẽ cho một số cái ví dụ để các em luyện tập và các em hiểu vấn đề hơn nhé. Yêu cầu của bài toán là tính nhân. Bắt đầu câu A, người ta cô sẽ cho các em một cái ví dụ là x nhân với 3x bình phương trừ 4. Ở trong sách giáo khoa người ta dạy cái trình bày cái bài giải đó các em thì người ta sẽ trình bày như thế này bằng x nhân người ta ghi ra luôn x nhân 3x bình phương rồi x nhân trừ 4 sẽ là trừ x nhân 4 sau đó người ta mới thu gọn x nhân 3x bình phương áp dụng công thức tính lũy thừa lúc nãy đó các em 3 thì sẽ ghi lại nè x nhân x mũ 2 sẽ là x mũ 3 trừ x nhân 4 sẽ là trừ 4x đây là phần sách giáo khoa dạy. Nhưng trên thực tế thì người ta sẽ bỏ qua cái bước số bước đầu tiên này nè các em, cái bước nhân này người ta sẽ bỏ qua và người ta có thể nhân nhẩm ra cái kết quả này luôn. Như vậy chúng ta sẽ nên làm như vậy nha Cô muốn trình bày một cái bài mẫu ở đây để mất công kem lại nói Ủa sao cô dạy không giống sách giáo khoa Và có một số giáo viên cũng sẽ dạy kiểu này Nhưng đi thi không cần thiết phải làm bước này các em Mình sẽ ra thẳng kết quả chỗ này luôn Bây giờ các những cái bài tập phía sau cô sẽ dạy ra kết quả ở đây luôn nha các em Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ B Cô sẽ nâng dần bài toán lên từ dễ đến khó nha Câu B cô cho là 5X nhân cho trừ 4x cộng 1 phần 5 bằng Đây là nhân một đơn thức với một đa thức Cô lấy đơn thức nhân với hàng tử thứ nhất Có nghĩa là cô lấy 5x nhân trừ 4x Thì các em lấy 5 nhân trừ 4 sẽ ra được là trừ 20 X nhân x sẽ bằng x mũ 2 Dễ không các em? tương tự ta lại lấy đơn thức nhân với hạng tử thứ hai của đa thức tức là 5x nhân cho cộng 1 phần 5 vậy 5 nhân 1 phần 5 thì ta sẽ rút gọn kết quả ta sẽ được là 1 và ở đây ta sẽ viết là ít chỗ này không có ít như vậy 5 ít nhân 1 phần 5 ta được ít ít có nghĩa là cộng ít rồi đơn giản vậy thôi Tiếp theo cô sẽ trình bày ví dụ 3 là ví dụ C. Trừ 2x nhân cho x bình phương cộng 5x trừ 1 phần 2. Ta lấy trừ 2x nhân x mũ 2 được trừ 2x mũ 3. Tiếp tục lấy trừ 2x nhân cộng 5x ta được trừ 10 x mũ 2 và trừ 2x nhân trừ 1 phần 2 ta được cộng x chúng ta lại xét tiếp ví dụ D trong ví dụ D của cho các em trừ 1 phần 3 x y nhân 6x trừ x y cộng 3y Ta lấy trừ 1 phần 3xy nhân 6x Ở đây nếu các em thấy phân số là cẩn thận nha Nếu mà nhẫm không được các em có thể sử dụng máy tính Em bấm trừ 1 phần 3 nhân 6 Thì trừ 1 phần 3 nhân 6 sẽ ra được là trừ 2 Rồi xy đem nhân cho x Thì ta sẽ được là x bình phương y Được chưa các em? Như vậy Chỗ này, trừ 1 phần 3XY nhân 6X ta được trừ 2X bình phương Y. Tiếp theo, ta lấy trừ 1 phần 3XY nhân với trừ XY ta được cộng 1 phần 3X bình phương Y bình phương. hạng tử thứ ba cô lại lấy trừ 1 phần 3XY cô nhân với cộng 3y ta được ở đây ta sẽ rút gọn nhé vậy thì ta sẽ mất hết phần hệ số và ta sẽ được là trừ x y mũ 2 dễ không các em đó là những ví dụ đầu tiên về nhân đơn thức với đa thức bây giờ chúng ta sẽ cô sẽ nâng dần ví dụ lên bài toán số 2 nha chúng ta qua ví dụ số 2 Ví dụ 2 cô yêu cầu là hãy rút gọn Câu A Cô cho biểu thức x nhân 3x bình phương trừ 4 cộng 5x nhân trừ 4x cộng 1 phần 5 các em thấy ở bài tập này cô đã nhờ nâng cái mức độ khó lên một tí xíu đúng không? Thì các em quan sát ở đây nó có hai cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất ở đây nè các em. Đấy, cái hàng tử thứ nhất là ở đây. Hàng tử thứ hai là ở đây, cái nhóm thứ hai nằm ở đây. Thì ở cái nhóm số 1 này nó đúng dạng đơn thức nhân đa thức. Như vậy ta sẽ vận dụng áp dụng kiến thức vừa mới học đơn nhân đa tiếp theo cái nhóm thứ hai cũng là đơn thức nhân đa thức như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ vận dụng kiến thức nhân đơn thức với đa thức hai lần ở bài toán này chúng ta sẽ tiến hành làm như sau bằng Bây giờ ta sẽ đừng quan tâm tới đằng sau nha Các em quan tâm nhiều quá Các em sẽ bị rối Nhất là những học sinh yếu đó Các em chỉ tập trung cái cụm này thôi Thì giống như ở ví dụ một cô đã dạy rồi Thì chúng ta sẽ nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức Có nghĩa là x nhân 3x mũ 2 ta được 3x mũ 3 x nhân trừ 4 ta được trừ 4x tiếp theo ở cái nhóm thứ hai Cô, các em chú ý cái nhóm thứ hai này, cái phần đơn thức nó có dấu cộng. Dấu cộng thì mình không cần đọc ra, nhưng nếu nó là dấu trừ là mình phải đọc ra đầy đủ nha các em. Vậy ta lấy 5x nhân trừ -4x ta được trừ -20x mũ 2. 5x nhân 1/5 Cộng 1/5 nhé thì ta sẽ được cộng x. Tới đây các em lưu ý không phải chúng ta chỉ nhân xong là để đó mà chúng ta sẽ làm một cái việc là cộng các hạng tử đồng dạng lại thì ở đây cô thấy có hạng tử trừ 4x và cộng x hai số hạng này nó đồng dạng chúng ta sẽ gom lại nha vậy thì ta làm tiếp 3x mũ 3 trừ 4x cộng x sẽ là trừ 3x trừ 20x mũ 2 các em thấy thế nào? Không khó đúng không các em? Phải làm từ từ và cái quan trọng nhất là để tránh sai sót á, tụi con phải đọc ra Đọc giống như cô đọc lấy gì, nhân gì, được gì Thì chúng ta sẽ tránh sai sót vậy nhá Chúng ta xét tiếp ví dụ B Cô cho biểu thức x nhân 5 trừ 2x cộng 2x nhân x trừ 1 Tương tự ví dụ A ở đây chúng ta cũng sẽ có hai cái nhóm để vận dụng kiến thức nhân đơn thức với đa thức. Cô bắt đầu tính nhóm thứ nhất. Ta lấy x nhân 5 được 5x. x nhân trừ 2x được trừ 2x mũ 2. Tiếp theo tới nhóm thứ hai. Ở đây nhóm thứ hai có dấu cộng cho nên cô không cần đọc dấu cộng này ta lấy 2x nhân x là 2x mũ 2 có nghĩa là cộng 2x mũ 2 2x nhân trừ 1 được trừ 2x Các em chú ý chỗ này cộng 2x nhân x thì ta sẽ được là 2x mũ 2 tại vì thông thường ta không đọc dấu cộng nhưng mà khi đưa vào cái kết quả bài toán này các em nhớ là kết quả là 2x mũ 2 nhưng khi ghi vào bài sẽ ghi là cộng 2x mũ 2 lưu ý cho cô chỗ đó tiếp theo chúng ta sẽ rút gọn những hạng tử nào đồng dạng thì chúng ta rút gọn ở đây cô thấy trừ 2x mũ 2 cộng 2x mũ 2 là hai hạng tử đối nhau cộng lại bằng 0 5x trừ 2x được 3x ví dụ C trong ví dụ C này cô cho các bạn 3x nhân 12x trừ 4 trừ 9x nhân 4x trừ 3 cộng 1. Ở đây chúng ta lại tiếp tục giải quyết từng nhóm 1. Nhóm thứ nhất 3x nhân 12x trừ 4 ta sẽ thực hiện như sau. 3x nhân 12x ta được 36 x mũ 2 3 x nhân trừ 4 ta được trừ 12 x trừ 9 x nhân 4 x nhớ là đọc cả dấu trừ nha với cái nhóm thứ hai nó khác ở cái ví dụ ở trên nè ở ví dụ trên là nó là dấu cộng thì chúng ta không cần đọc nhưng ở ví dụ này thì mang dấu trừ ta phải đọc vậy trừ 9 x nhân 4 x ta được trừ 36 x mũ 2 trừ 9 x nhân trừ 3 ta được cộng 27 x số cộng 1 viết lại sau đó chúng ta rút gọn tìm những hạng tử đồng dạng đây các em hạng tử 36 x bình phương đồng dạng với trừ 36 x bình phương và đối nhau nên kết quả bằng 0 Tiếp tục 12x trừ 12x cộng 27x Hai hạng tử này đồng dạng với nhau phần Cái phần cộng trừ này các em học ở lớp 7 là cộng trừ các đơn thức đồng dạng đó các em Vậy ta lấy trừ 12x cộng 27x Lấy máy tính bấm đàng hoàng cho chính xác nha Thì ta sẽ được là 15x Còn số 1 thì ta viết lại là cộng 1 Dễ không các em? Bài toán rút gọn rất là đơn giản đúng không nè? Áp dụng vào bài từ kiến thức nhân đơn với đa và chúng ta sẽ đưa vào bài toán rút gọn. Ngoài ra người ta còn đưa kiến thức này vào trong phần toán tìm ít. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm ví dụ số 3 tìm ít nha. Ví dụ 3 tìm ít. Câu A. Ta có bài toán ít nhân 5 trừ 2x cộng 2x nhân x trừ 1 bằng 15. Cách giải bài toán này như thế nào? Thì các em quan sát trong bài toán này ở vế trái thì chúng ta thấy nó có hai cái nhóm mà có thể áp dụng được kiến thức vừa học là nhân đơn với đa. Đơn nhân đa, đơn nhân đa, đúng không các em? Còn số 15 này thì và dấu bằng thì mình ghi lại thôi. Bình thường phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Tiếp tục ta lấy x nhân 5 ta được 5x. x nhân trừ 2x ta sẽ được trừ 2x mũ 2. Cộng 2x nhân x ta được cộng 2x mũ 2. 2x nhân trừ 1 ta được trừ 2x. Bằng 15 các em ghi lại. Sau đó cô sẽ cộng trừ các hạng tử đồng dạng ở bên vế trái. Ta trừ thấy 2x mũ 2 cộng 2x mũ 2 bằng 0. 5x trừ 2x ta được 3x bằng 15. Và tới đây chúng ta tìm x dễ dàng. X sẽ bằng 15 chia 3 bằng 5. Ta xét ví dụ B nha các em. Ở ví dụ B cô có 3X nhân 12X trừ 4 trừ 9X nhân 4X trừ 3 bằng 30. Các em thấy cái ví dụ này thực ra nó làm, nằm ở ví dụ 2 đó. Và cô chỉ cần thêm dấu bằng vô thôi nó sẽ trở thành bài toán tim X. Và bây giờ mình tiếp tục làm bài toán này nha. Vậy thì ta sẽ tiến hành làm như sau. 3x nhân 12x ta được 36x mũ 2. 3x nhân trừ 4 ta được trừ 12x. Trừ 9x nhân 4x ta được trừ 36x mũ 2. Trừ 9x nhân trừ 3 ta được cộng 27x bằng 30. Rồi, Thu gọn các hạng tử đồng dạng ở vế trái, 36 ta được 36x mũ 2 trừ 36x mũ 2. Hết! 27x trừ 12x, ta được 15x bằng 30. Vậy x sẽ bằng 30 chia 15 bằng 2. Dễ không các em? Các em thấy cái phần nhân đơn thức với đa thức này như thế nào? Rất đơn giản phải không nào? Phần này các em phải luyện tập cho vững chắc nha. Rồi thì chúng ta mới chuyển qua bài số 2 được. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2 nha. Bài số 2 chúng ta sẽ học đó là nhân đa thức với đa thức. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số 1 đó là quy tắc quy tắc nhân một đa thức với một đa thức như thế nào muốn nhân đa thức với đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau cụ thể nếu cô có đa thức a cộng b nhân đa thức c cộng d đây là một đa thức đem nhân với một đa thức để cho dễ thực hiện thì khi cô dạy cô thường dạy học trò như thế này cô sẽ che bớt một hạng tử trong đa thức thứ nhất được chưa các em thì khi cô che cái hạng tử thứ hai này đi thì cô chỉ còn được a nhân c cộng d nếu ta chỉ có a nhân c cộng d thì các em thấy nó trở về bài toán đơn nhân đa Cô vừa mới dạy xong bài số 1 đó. Về chỗ này sẽ bằng a nhân c cộng a nhân d. Dễ không các em? Tiếp theo, cô sẽ che cái hạng tử thứ nhất này đi và tiếp tục nhân hạng tử thứ hai này với đa thức thì chúng ta sẽ có cộng b nhân c sẽ bằng là cộng bc cộng b nhân cộng d ta sẽ được là cộng b d. Rồi, như vậy chúng ta đã tiến hành nhân đa thức với đa thức, dễ không các em? Tương tự như đơn nhân đa thôi. Hoặc giả dụ cô có đa thức a trừ b đem nhân với đa thức c cộng y. Tương tự như ở trên cô sẽ che mất hạng tử thứ hai chưa lại hạng tử thứ nhất trong đa thức thứ nhất vậy ta có đa đơn thức a nhân đa thức c cộng y ta được a nhân c a nhân c a nhân cộng y ta được cộng a y rồi tiếp tục ta che hạng tử thứ nhất ta chừa cái hạng tử thứ hai các em lưu ý cái hạng tử thứ hai bây giờ nó là trừ b phải đọc chính xác nha trừ b nhân c ta được trừ bc trừ b nhân cộng y ta được trừ bi dễ không các em tiếp theo giả sử cô có đa thức trừ a cộng m nhân với c trừ B Ta sẽ làm như thế nào? Tương tự như ở trên cô cũng sẽ che mất hạng tử thứ hai. Bây giờ ta tiếp tục nhân nhé. Ta lấy trừ A nhân C được trừ AC. Trừ A nhân trừ B được trừ Lại che trừ A, ta còn lại cộng M. Cộng M nhân C, ta được cộng MC cộng m nhân trừ b ta được trừ m b nâng bài toán khó lên một tí xíu nào chúng ta có đa thức m cộng e nhân c trừ y cộng a được chưa đa thức thứ nhất có hai hạng tử đa thức thứ hai có ba hạng tử đối với hai đa thức này thì kem lưu ý ở đa thức thứ hai nó cộng có ba hạng tử thì các em cũng làm giống như vậy thôi. Cô có thể che cái hạng tử này lại nha và ta cũng áp dụng kiến thức đơn nhân đa. Vậy ta được m nhân c được mc. m nhân trừ y được trừ my. m nhân cộng a được cộng ma. Rồi Tiếp tới hạng tử này, nhớ là khi che cái hạng tử thứ nhất thì chúng ta phải chừa cái dấu này lại nha, để khỏi, khỏi tránh sai sót nha. Vậy E cộng E nhân C, ta được cộng E C. Ta lại lấy E nhân trừ Y, ta được trừ E y. Và E nhân cộng A, cộng E nhân cộng A, ta được cộng... À. Rồi, như vậy cô đã rèn luyện cho các em cách nhân một đa thức với một đa thức Thì thực tế nhân đa thức với một đa thức cách làm tương tự như đơn nhân đa Bây giờ chúng ta sẽ xét một số ví dụ xem sao nhé. Các Kem qua phần số 2 Ví dụ Chúng ta cũng xét ví dụ đầu tiên, ví dụ 1 ở trong ví dụ 1 này, bài toán đơn giản nhất trước, cô sẽ yêu cầu các em thực hiện tính nhân. Chúng ta thử nhân một đa với một đa thức xem sao nhé. Câu A. Cô có đa thức x cộng 3 nhân x mũ 2 cộng 3x. Như cô hướng dẫn thì việc đầu tiên cô sẽ che cái số cộng 3, cái hạng tử thứ hai này đi chưa là hạng tử đầu tiên và ta sẽ áp dụng kiến thức đơn nhân đa về chỗ này sẽ bằng x nhân x mũ 2 ta được x mũ 3 x nhân cộng 3x ta được cộng 3x mũ 2 tiếp tục che hạng tử thứ nhất nhân hạng tử thứ hai với đơn đa thức thứ hai cộng 3 nhân x mũ 2 được cộng 3x mũ 2 cộng 3 nhân 3x được cộng 9x. Sau đó, các em nhớ là sau khi nhân xong chúng ta phải thu gọn. Thu gọn các hạng tử đồng dạng. Vậy x mũ 3 ghi lại hai hạng tử này đồng dạng. 3x mũ 2 cộng 3x mũ 2 là cộng 6x mũ 2 cộng 9x. Ví dụ B. Cô có đa thức x cộng 3 nhân x mũ 2 cộng 3x trừ 5. Nó cũng tương tự như ví dụ A thôi. Cô chỉ thêm một cái hạng tử số 3 vào trong đây thôi. Hạng tử thứ 3 vào trong đa thức thứ hai Thì tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ làm như sau. Che hạng tử này đi. Ta nhân x nhân x mũ 2 được x mũ 3 x nhân cộng 3x ta được cộng 3x mũ 2 x nhân trừ 5 ta được trừ 5x tiếp tục che hạng tử thứ nhất ta lấy cộng 3x cộng 3 nhân x mũ 2 ta được cộng 3x mũ 2 cộng 3 nhân cộng 3x ta được cộng 9x Cộng 3 nhân trừ 5 ta được trừ 15. Ta lại tiếp tục thu gọn các hạng tử đồng dạng. X mũ 3 viết lại. 3 x mũ 2 đồng dạng với 3 x mũ 2. Ta sẽ được là 3 x mũ 2 cộng 6 cộng 3 x mũ 2 được là 6 x mũ 2. Trừ 5 x cộng 9 x ta được cộng 4 x trừ 15 ghi lại Ví dụ C Cô có đa thức x bình phương trừ 2xy cộng y bình phương Cô đem nhân với x trừ y Ở trong bài toán này thì các em thấy ở đa thức thứ nhất cô lại thấy cô lại viết nó có 3 hàng tử Ha, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể làm bằng cách chúng ta che hai hạng tử này luôn. Che hai hạng tử phía sau để chừa lại hạng tử thứ nhất x bình phương, rồi cô áp dụng kiến thức đơn nhân với đa. Sau đó cô lại che hai hạng tử này đi, rồi cô nhân thằng này với đa thức này, rồi ta lại che hai hạng tử đầu để nhân. Còn nếu không thì chúng ta xem như cái đa thức này là đa thức đầu tiên đi thì tại vì ở đây nó ba hạng tử mà còn đây nó hai thì che hai một lần hai cái này thì nó dễ nè nhưng mà che cái hạng tử thứ nhất và thứ ba nó khó cho nên cô sẽ không chọn đa thức này đem đi nhân mà cô sẽ chọn đa thức này thì lúc đó cô sẽ che cái hạng tử này đi được không các em dễ mà ha bởi vì tính phép nhân có tính giao hoán ta có thể nhân đa thức thứ nhất với đa thức thứ hai hoặc đa thức thứ hai với đa thức thứ nhất đều được nhé vậy cô che hạng tử này đi ta được ít nhân x mũ 2 được x mũ 3 x nhân trừ 2xy được trừ 2x mũ 2y x nhân y mũ 2 được cộng x y mũ 2 Rồi, tương tự như vậy, cô lại che hạng tử thứ nhất này đi Đúng không? Ta lại nhớ là chừa dấu trừ này ra nha Rồi, ta lại lấy trừ y nhân với đa thức này cho cô Vậy, ta lấy trừ y nhân x mũ 2 ta được trừ x mũ 2 y trừ y nhân trừ 2 x y ta được cộng 2 x y mũ 2 trừ y nhân cộng y mũ 2 được trừ y mũ 3 tiếp theo ta sẽ thu gọn các hàng tử đồng dạng hàng tử trừ 2 x mũ 2 y đồng dạng với trừ x mũ 2y hạng tử cộng x y mũ 2 đồng dạng với cộng 2 x y mũ 2 rồi như vậy chúng ta ghi lại hai hạng tử này thu gọn nha x mũ 3 cô ghi lại nè được chưa rồi trừ 2 x mũ 2 y trừ x mũ 2 y ta được trừ 3 x mũ 2 y x y mũ 2 cộng 2 lần x y mũ 2 ta được cộng 3 x y mũ 2 và viết lại trừ y mũ 3 rồi như vậy chúng ta đã làm xong ví dụ C bây giờ chúng ta tiếp tục qua ví dụ tiếp theo ví dụ D cô cho biểu thức x bình phương trừ 2x cộng 1 nhân x cộng 1 chúng ta bắt đầu tiến hành nhân nha ta tương tự như vậy cô sẽ sử dụng cái đa thức đằng sau ta đem nhân vì vậy cô che hạng tử này đi x nhân x mũ 2 được x mũ 3 x nhân trừ 2x được trừ 2x mũ 2 x nhân cộng 1 được cộng x tiếp theo che hạng tử x chưa là dấu cộng nha cộng 1 nè cộng 1 nhân x mũ 2 là cộng x mũ 2 cộng 1 nhân trừ 2x được trừ 2x cộng 1 nhân cộng 1 nhớ là đọc là cộng 1 nhân cộng 1. Nhiều bạn sai sẽ ra là cộng 2 đó. Cộng 1 nhân cộng 1 ra là cộng 2 là sai nha các em. Cộng 1 nhân cộng 1 là cộng 1 phép nhân nha, không phải là phép cộng. Cho nên cô muốn các em khi nhân các em đọc ra là vậy để tránh sai sót. Tiếp theo chúng ta sẽ thu gọn các hạng tử đồng dạng. Ở đây cô thấy trừ 2x mũ 2 đồng dạng với x mũ 2 Cộng x đồng dạng với trừ 2x Rồi, x mũ 3 ghi lại Trừ 2x mũ 2 cộng x mũ 2 là trừ x mũ 2 x Cộng x trừ 2x được trừ x Cộng 1 cô ghi lại Dễ không các em? Tiếp tục nha, chúng ta lại tiếp tục ví dụ tiếp theo, ví dụ E. Bây giờ khó lên một tí xíu, trong đa thức cô cho dạng phân số. 1 phần 2 x trừ 5 nhân với x mũ 2 trừ 2 x cộng 3. Ta lại tiếp tục nhân nha, cô che trừ 5 bằng 1 phần 2 x nhân x mũ 2 ta được 1 phần 2 x mũ 3 1 phần 2 x nhân trừ 2 x ta được trừ x mũ 2 Tiếp tục 1 phần 2 x nhân cộng 3 ta được cộng 3 phần 2 x Ta lại tiếp tục nhân hạng tử thứ 2 trừ 5 lưu ý dấu trừ nha trừ 5 nhân x mũ 2 được trừ 5x mũ 2 trừ 5 nhân trừ 2x được cộng 10x trừ 5 nhân cộng 3 được trừ 15 ở đây ta có trừ x mũ 2 đồng dạng với trừ 5x mũ 2 3 phần 2x đồng dạng với 10x. Bây giờ thu gọn 1 phần 2x mũ 3 ghi lại trừ x mũ 2 trừ 5x mũ 2 được 6x mũ 2. 3 phần 2x cộng 10 10x. Các em lấy máy tính bấm nha cho chắc ăn. Về chỗ này sẽ được cộng 23 phần 2x trừ 15 ghi lại. Thế nào? Chúng ta đã thực hiện nhân đa thức với đa thức qua một số ví dụ từ dễ đến khó Bây giờ chúng ta ứng dụng cái phần này trong cái bài tập tiếp theo đó là bài số 2 Cũng yêu cầu là tính giá trị biểu thức hoặc là rút gọn Chúng ta sẽ làm như thế nào qua phần ví dụ tiếp theo nha Chúng ta qua ví dụ số 2 Ở ví dụ 2 này bài toán người ta yêu cầu kem là rút gọn biểu thức hoặc là Tính giá trị biểu thức. Câu A. x 1 nhân x 3x trừ y trừ 5 nhân x mũ x 2 cộng x xy cộng 1/5 y. X 1 /5Y. Quan sát đề bài chúng ta thấy trong câu A này, trong cái bài toán này nó có hai cái nhóm. Cái nhóm đầu tiên này Chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đa thức nhân đa thức. Ở nhóm thứ hai ta vận dụng kiến thức đơn thức nhân đa thức. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục bắt đầu làm nha. Ở nhóm thứ nhất chúng ta chỉ quan tâm nhóm 1, đừng quan tâm thứ hai nhóm thứ hai nó sẽ rối. Ở đây áp dụng kiến thức đa nhân đa thì các em sẽ che bớt một hạng tử đi. Ta lấy x nhân 3x được 3x mũ 2 x nhân trừ y được trừ x y hạng tử tiếp theo ta lấy trừ 1 nhân 3x được trừ 3x trừ 1 nhân trừ y được cộng y giải quyết xong nhóm 1 ở nhóm thứ hai này thì chúng ta lưu ý là số trừ 5 nha ở đây là đơn thức là trừ 5 đem trừ 5 đem nhân cho nên đọc đầy đủ. Trừ 5 nhân x mũ 2 được trừ 5 x mũ 2. Trừ 5 nhân cộng x y được trừ 5 x y. Trừ 5 nhân cộng 1 phần 5 y được trừ y. Tiếp tục ta sẽ thu gọn các hàng tử đồng dạng ở đây cô thấy 3x mũ 2 đồng dạng với trừ 5x mũ 2 x trừ x y đồng dạng với trừ 5x y cộng y đồng dạng với trừ y rồi thu gọn nè 3x mũ 2 5x mũ 2 là trừ 2x mũ 2 trừ x y trừ 5 x y là trừ 6 xy trừ 3 x cô viết lại cộng y trừ y bằng 0 như vậy chúng ta đã thực hiện bài toán rút gọn Trong bài toán này người ta phối hợp kiến thức đa nhân đa và đơn nhân đa Bây giờ chúng ta lại tiếp tục thử xét thêm một ví dụ nữa nhé Ví dụ B Cô có trừ 2x nhân x trừ 3 cộng x trừ 5 nhân 2x cộng 3 cộng 9. Quan sát bài toán thì chúng ta thấy trong bài này nó có nhóm thứ nhất. Nhóm 1 áp dụng kiến thức đơn nhân đa. Nhóm 2 là đây các em, áp dụng kiến thức đa nhân đa và số cộng chính này thì ghi lại thôi nha bây giờ chúng ta bắt đầu làm đa đơn nhân đa thì dễ rồi trừ 2x nhân x ta được trừ 2x mũ 2 trừ 2x nhân trừ 3 ta được cộng 6x rồi tiếp tục đa nhân đa chỗ này cô có ở đây vì nó là dấu cộng cho nên ta cứ việc nhân bình thường nhưng nếu nó là dấu trừ chỗ này thì phải cẩn thận nha Lát cô sẽ cho một cái bài tập về dấu trừ ở chỗ này Vậy ta lấy x nhân 2x ta được cộng 2x mũ 2 x nhân cộng 3 được cộng 3x Rồi lại tiếp tục che hạng tử thứ nhất Lấy trừ 5 nhân 2x ta được trừ 10x Trừ 5 nhân cộng 3 được trừ 15 cộng 9 ghi lại Giờ chúng ta lại tiếp tục thu gọn các hạng tử đồng dạng Trừ 2x mũ 2 cộng 2x mũ 2 bằng 0 Tiếp theo 6x cộng 6x cộng 3x là cộng 9x Trừ 10x nữa vậy nó sẽ là trừ x Rồi lấy trừ 15 cộng 9 ta được trừ 6x Dễ không các em? Quá dễ phải không nè? Thế thì đặt một ra một vấn đề là trong bài toán này nếu như ở cái đa thức thứ hai này cô sửa dấu cộng này thành dấu trừ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây cô sửa thành dấu trừ nha. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở cái nhóm thứ nhất đơn nhân đa vẫn như cũ không có vấn đề gì thay đổi. Cái nhóm thứ hai là đa nhân đa mà phía trước có dấu trừ. Thì ở đây thông thường thì tùy vào mỗi giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn những cách khác nhau cô có hai cách cách thứ nhất cô sẽ xem dấu trừ này là dấu trừ của cả nhóm thứ hai vì vậy cô sẽ viết lại dấu trừ sau đó cô mở ngoặt ra cách một nha các em và chúng ta không lúc này ta khi ta đã mở ngoặt rồi thì ta không quan tâm cái dấu trừ này nữa ta áp dụng kiến thức đa nhân đa bình thường lấy x nhân 2 x 2x được 2 x mũ 2 x nhân cộng 3 được cộng 3 x trừ 5 nhân 2 x được trừ 10 x trừ 5 nhân cộng 3 được trừ 15 đóng ngoặc nhọn lại nhớ là trong trường hợp này là phải đóng ngoặc nhọn ở chỗ này rồi mới cộng 9 nha rồi sau đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc chúng ta sẽ bỏ dấu ngoặc này ra vậy ta viết lại trừ 2x mũ 2 cộng 6x nhớ là đằng trước có dấu trừ thì khi bỏ dấu ngoặc các thừa các hạng tử bên trong đổi dấu vậy 2x mũ 2 được viết thành trừ 2x mũ 2 trừ cộng thành trừ 3x trừ trừ thành cộng 10x trừ trừ thành cộng 15 sau đó viết lại cộng 9 và tiếp tục chúng ta sẽ thu gọn các hạng tử đồng dạng xin lỗi chỗ này cô viết nhầm là trừ 2x mũ 2 bây giờ chúng ta sẽ thu gọn các hạng tử đồng dạng nhé trừ 2x mũ 2 trừ 2x mũ 2 được trừ 4x mũ 2 cộng 6x cộng 10x trừ 3x cộng 6 cộng 10 là 16 trừ 3 là cộng 13x rồi tới số nè 15 cộng 9 được là cộng 24 rồi như vậy cô đã giải quyết xong cách thứ nhất là chúng ta à, sẽ giữ nguyên dấu trừ và mở ngoặc nhân đa với đa ngoài cách này ra cô còn cách có một cách nữa nếu như mà bạn nào học khá giỏi hơn thì chúng ta sẽ vận dụng cách thứ hai nhé cách thứ hai là Chúng ta cũng sẽ nhân đa với đa ở chỗ này Nhưng không cần phải bỏ vào dấu ngoặc Và mỗi lần nhân vì có dấu trừ đằng trước Cho nên mỗi lần nhân xong chúng ta đổi dấu luôn Nếu bạn nào học nhanh, học khá giỏi Thì chúng ta bỏ qua bước này và làm qua bước này luôn X nhân 2X là 2X mũ 2 có dấu trừ đổi dấu X nhân 3 là 3X có dấu trừ đổi thành trừ 3X Trừ 5 nhân 2x là trừ 10x có dấu trừ đổi thành cộng 10x Trừ 5 nhân 3 là trừ 15 có dấu, có dấu trừ nên ta đổi thành cộng 15 Và cộng 9 ghi lại Sau đó chúng ta lại tiếp tục thu gọn các hạng tử đồng dạng Như vậy thì cái cách 2 này nó sẽ gọn hơn ha Nhưng và nó dễ bị sai những bạn học khá giỏi thì sẽ làm nếu mà các em nhân vững đó thì các em sẽ làm theo cái cách thứ hai Làm ta không cần phải bỏ vào ngoặc ta ra luôn còn nếu như mà ai học yếu yếu thì thôi làm chậm chậm từng bước một ha làm ở thêm cái bước này nữa vào cho nó an toàn và cái trong cái phần này thì ta chú ý nhất là ở dấu trừ ở cái đa nhân đa ở phía sau này nha các em như vậy cô sẽ đã hướng dẫn các bạn là áp dụng kiến thức đơn thức nhân đa thức hoặc là đa thức nhân đa thức vào bài toán rút gọn Bây giờ thì những cái bài toán đó thường nó lại đưa vào bài toán về tìm x thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ qua ví dụ tiếp theo là bài dạng toán tìm x nhé. Xét tiếp ví dụ số 3 là dạng toán tìm x. Cô cho các bạn biểu thức sau đây. 12x 5 nhân 4x 1 cộng 3x 7 nhân 1 trừ 16x bằng 81 Giải bài toán này thì nó giống như trong ví dụ 2 là phần rút gọn thôi Thì ở bên vế trái chúng ta sẽ rút gọn lại Và nó chỉ khác một cái là nó có bằng 81 thôi Thì mình sẽ viết lại cái bằng 81 này Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn cái vế trái xem sao nhé. Thì ở trong vế trái cô nhìn thấy nó có hai cái nhóm Nhóm thứ nhất áp dụng kiến thức đa thức nhân đa thức ở nhóm thứ hai ta cũng áp dụng kiến thức đa thức nhân đa thức bây giờ chúng ta chỉ quan tâm nhóm 1 để giải quyết trước thì tương tự như vậy cũng giống như cách làm ở trên cô sẽ thực hiện phép nhân 12x nhân 4x ta được 48x mũ 2 12x nhân trừ 1 ta được trừ 12x trừ 5 nhân x 4x ta được trừ 20x Trừ 5 nhân trừ 1 ta được cộng 5 Tiếp theo Đa nhân đa Ở đây là dấu cộng nên không quan tâm Cứ nhân bình thường thôi Ta lấy 3x nhân 1 là cộng 3x 3x nhân trừ 16x được trừ 48x Trừ 7 nhân 1 là trừ 7 Trừ 7 nhân trừ 16 là cộng 110x 2x bằng 81 Ở đây cô nhầm cái chỗ này nha các em 3x nhân trừ 16x ta được trừ 48x mũ 2 ở đây Bây giờ ta lại tiếp tục đi tìm các hạng tử đồng dạng Ta thấy 48x mũ 2 trừ 48x mũ 2 bằng 0 Hai hạng tử này đồng dạng Tiếp theo ta lại lấy trừ 12x trừ 20x cộng 3x Cộng 112x Các em sử dụng máy tính và bấm các hệ số Trừ 12, trừ 20, cộng 3, cộng 112x Thì ta sẽ được là 83x Sau đó tới phần số Ở bên này có 5, trừ 7, bằng trừ 2 Chuyển qua vế phải ta được cộng 2 Cộng 2 của cộng với 81 ta sẽ được 83 Lúc này ta sẽ tìm x bằng 1. Dễ không các bạn? Bài toán tìm x. Cách giải cũng tương tự như rút gọn ha. Khác một cái là nó có dấu bằng và chúng ta giải giống bài toán tìm x bình thường. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua nội dung tiếp theo. Cô có một bài toán mà người ta yêu cầu là hãy chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x hoặc là chứng minh rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến thì với bài toán này chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta đi xét thử cái ví dụ xem sao nhé Chúng ta xét ví dụ số 4 Bài toán yêu cầu là hãy chứng minh rằng Biểu thức sau Không phụ thuộc Vào biến x x trừ 5 Nhân 2x cộng 3 trừ 2x nhân x trừ 3 cộng x cộng 10. Quan sát ví dụ này thì chúng ta thấy là trong bài toán này chúng ta cũng sẽ có hai cái nhóm mà cần quan tâm. Nhóm thứ nhất, chúng ta sẽ áp dụng kiến thức đa thức nhân đa thức. Nhóm thứ hai, áp dụng kiến thức đơn thức nhân đa thức. Lưu ý trong nhóm này, đơn thức có dấu trừ và phần còn lại thì chúng ta ghi lại như vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau x trừ 5 nhân 2 x cộng 3 tương tự chúng ta sẽ lấy x nhân 2 x được 2 x mũ 2 x nhân cộng 3 được cộng 3 x trừ 5 nhân 2 x được trừ 10 x trừ 5 nhân cộng 3 được trừ 15 x ở nhóm thứ hai đơn nhân đa Ta lấy trừ 2x nhân x được trừ 2x mũ 2 Trừ 2x nhân trừ 3 được cộng 6x Cộng x cộng 10 cô viết lại Sau đó chúng ta lại làm giống phần rút gọn Chúng ta sẽ thu gọn các hạng tử đồng dạng 2x mũ 2 trừ 2x mũ 2 bằng 0 3x trừ 10x cộng 6x cộng x lấy máy tính bấm cộng 3 trừ 10 cộng 6 cộng 1 vậy ta cũng bằng 0 luôn nha chỗ này các hạng tử này cộng lại bằng 0 kết quả ta sẽ lấy trừ 15 cộng 10 thì bằng trừ 5 Như vậy các em thấy kết quả của bài toán này là trừ 5 không có liên quan gì tới ít hết Thì như vậy có nghĩa là biểu thức này đã không phụ thuộc vào biến ít Mặc dù trong đề bài có ít nhưng sau khi chúng ta biến đổi rút gọn xong thì không còn ít mất tiêu hết ít Cho nên ta sẽ kết luận vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến ít Chúng ta sẽ kết luận ở đây Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x. Và các em nhớ là với bài toán này các em phải làm câu này nha, phải viết cái câu kết luận này vào nha. Nếu không viết cái câu kết luận này thì chúng ta sẽ bị trừ điểm. Qua cái ví dụ này thì chúng ta thấy là bài toán nếu yêu cầu là thể chứng minh biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x thì các bạn nhớ là cách làm chúng ta sẽ làm tương tự như bài toán tính giá trị biểu thức hoặc tương tự bài toán yêu cầu rút gọn nhưng chỉ khác một điều là khi chúng ta làm xong mà kết quả chúng ta nhớ là chắc chắn nó phải ra là một con số nếu nó không có một con số mà nó còn vướng tới ít tức là mình còn đã làm sai ở chỗ nào đó thì các em phải kiểm tra lại tại vì người ta yêu cầu chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến ít thì chắc chắn phải kết quả phải là một con số chứ không thể nào dính tới ít được lưu ý cho cô đặc điểm chỗ này nha và nhớ là phải kết luận ok như vậy thì bài học hôm nay chúng ta đã học tới đây ở đây ở trong cái phần này cô không đi nhanh được cô phải dạy từ 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 tại vì nếu cái phần này mà cô đi nhanh á, thì các em sẽ rất là dễ bị sai sót cho nên cô đã cho các ví dụ từ dễ đến khó và tất cả những cái ví dụ mà cô cho này nó đều là những cái dạng mà bài tập ở trong sách giáo khoa cô chọn lọc những cái dạng bài tập trong sách giáo khoa mà yêu cầu các bạn phải đạt được thì các em hãy xem kỹ lại những cái ví dụ này các cái kỹ năng để làm bài toán các cái kỹ năng nhân đơn thức với đa thức nhân đa thức với đa thức kỹ năng làm bài như thế nào các em theo dõi cho kỹ nha và các em sẽ tự làm được tất cả những bài tập ở trong sách giáo khoa qua tiết sau thì cô sẽ dạy nội dung tiếp theo đó là hằng đẳng thức phần hàng đẳng thức này cũng rất là khó phần hàng đẳng thức này thực ra nó chỉ có 7 cái hàng đẳng thức 7 cái hàng đẳng thức nhưng mà nó theo suốt các em chương trình từ bây giờ cho tới hết học kỳ 1 và nhiệm vụ các em là phải học thuộc 7 cái hàng đẳng thức đó còn nhiệm vụ của cô là sẽ rèn luyện kỹ năng làm bài tập cho các em vậy nhé bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở video kỳ tới nhớ học cho thật là tốt nha các em đừng có nản lòng từ từ cô sẽ dạy cho các em